Hello, xin chào các bạn nha. Mình là Tính Ẩm Thực. Hôm nay mình vào bếp mình làm món ăn là ốc móng tay xào rau muống. Ở đây có ốc móng tay nè các bạn. Hôm nay là hơn nửa ký ốc móng tay mình đã mua ở chợ về. Còn rau muống với hành mình đã rửa sạch rồi. Rau muống này mình lặt bỏ cái lá nha các bạn. Các bạn để lá là xào nó không ngon. Còn xào ốc móng tay mình phải bỏ lá. Ở đây củ hành với tỏi mình, củ tỏi mình cũng đã lột xong rồi. Và gia vị mà hàng ngày mình đi kèm nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ luộc cái ốc móng tay này, mình trụng sơ qua thôi, đặng mình lấy cái ruột nó ra, lấy cái ruột con ốc móng tay này ra mình mới xào nha các bạn. Chứ bạn các bạn để nguyên vậy là xào nó không ngon. Nước mình bắt đầu gần sôi nè các bạn. Các bạn bỏ ốc vô mình trụng ha. Cái này mình không cần nước sôi nha các bạn. Cái này mình trụng sơ qua là mình vớt ra, đặng mình chủ yếu mình lấy cái ruột nó ra thôi. Một hồi mình còn xào chín lại nữa. Trụng sơ qua vậy là được rồi ha. Cái này bắt đầu mình vớt ra. Mình đổ ra ngoài mình lấy cái ruột nó. Mình đổ qua cái rổ mình lượt luôn. Bắt đầu mình lấy ruột ra luôn nha các bạn. Ốc móng tay mình lọc xong rồi nè các bạn, bắt đầu mình ép gia vị vào. Mình cho vào muỗng cà phê hạt nêm, muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Cái này là hành với tỏi phi nè các bạn. Mình bỏ vào luôn cho nó thơm nha. Mình ướp nó thấm, nó thơm ốc của mình. Bỏ 2 muỗng cà phê. Còn đây là sa tế mình làm nhà nha các bạn. Mình bỏ sa tế vào luôn. Muỗng sa tế, một chút tương ớt nha các bạn, cho nó hơi có màu một chút. Ốc này nó ở biển rồi nó mặn muối rồi, giờ mình nêm thêm khoảng một muỗng cà phê nước mắm là được rồi các bạn. Ốc mình trộn đều lên, mình để khoảng 15 phút cho nó thấm gia vị nha các bạn, rồi mình mới xào. Trong lúc mình đợi ốc nó thấm gia vị mình sắc hành nha các bạn. Hành này mình sắc dài dài mình bỏ vô mình xào chung với rau muống luôn. Củ hành này mình cũng sắc luôn nha các bạn. Mình sắc mình phi cho nó vàng nó thơm nữa nha các bạn. Mình sắc này mình không cần băm nhuyễn nha các bạn. Mình chỉ sắc mỏng thôi. Tỏi cũng vậy, tỏi này mình để nguyên củ cũng được, hay là mình chẻ hai ra cũng được, mình không có cần mà mình cắt cho mò cho nhuyễn nha các bạn. Củ nào bự mình chẻ hai, còn củ nào nhỏ mình để nguyên củ cũng được. Bây giờ ốc mình đã ướp được 15 phút rồi nè các bạn, bắt đầu mình xào nha. Mình xào ốc trước nha các bạn. Các bạn xào ốc chín rồi mình vớt ra, mình mới xào rau muống rồi mình mới bỏ ốc cho lại, mình xào vậy nó mới ngon chứ không có xào vào chung nha các bạn. Dầu mình đã nóng rồi nè các bạn, bắt đầu mình cho ốc vô mình xào nha. Tiếp theo mình bắt chảo lên mình xào rau muống nha.
muỗng cà phê đường, muỗng nửa muỗng cà phê hạt nêm. Nãy gia vị trong ốc mình nó nêm, giờ mình nêm lại vậy là vừa đó. Khi nướng mình nó gần chín rồi mình cho hành vào luôn nha các bạn, cho hành lá mình vào luôn. Các bạn đảo đều tay nhanh lên nha, mình nhận lửa lớn mình đảo đều tay nhanh lên. Lúc này mình cho ốc vào luôn nha các bạn, mình đảo đều lên là nó chín rồi, mình nhấc xuống. Wow, quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Món này là để cho mấy ông nhậu là hết ý luôn, các bạn dùng với cơm cũng được. Các bạn ơi, mình mới làm kênh á, có gì thiếu sót là trong mong các bạn thông cảm nha. Các bạn muốn xem kênh mình thì vào YouTube nhấn kênh Tính Ẩm Thực để xem mình nấu ăn nha các bạn, và nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nha. Bây giờ chín rồi nè các bạn, mình xảo đều lên vậy là chín rồi, mình nhắc xuống mình cho ra dĩa thôi. Ốc móng tay xào này rất là ngon luôn đó các bạn. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, và nhấn nút chuông kế bên để xem những video mình làm mới nhất nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai nha. Bye bye.